Hôm nay mình sẽ thay cái bom xăng của chiếc xe khác nha. Trước hết là tháo cái yên nó ra. Tháo cái yên nó ra thì mình thấy nguyên cái máy, thấy hết tất cả nha. Cái yên tháo rất là dễ dàng, hai con ốc mà xài bằng cái Phillips screwdrivers. Hai con đầu xong với hai con cuối xong là bằng cái Tuvix ba ke nha. Còn bốn cái dính giữa là xài cái số 10, cái xá kịch số 10 để tháo ra nha, rất là dễ dàng. Chỉ có 8 con ốc, 2 con Phillips screwdriver, 2 con xá kịch tháo ra dở, thấy hết tất cả cái máy bên trong. Cái này giống như rút ra cũng hơi khó nè, nhớ là kéo cái cao su này về phía trước, rút ra mới được nha. Đó, muốn ấy ra đó, nhận phải kéo cái cao su này về phía trước này ấy mới được nha. Chứ còn không á, là nó rất là khó lấy ra. Đó, phải kéo cái cao su về phía trước giống vậy nè. Cho mấy anh em coi cái trick nha. Đó, phải ra vậy đó. Rồi mấy anh ăn lắc nó mới ra nha. Anh lắc cái này nó mới ra, còn không là bóp nó không bao giờ ra đâu. Ok. Rất là khó kéo cao su về phía trước vậy đó. Xong rồi bỏ vô trở lại, rồi mình để vậy đi. Rồi cái unplug cái power, ok. Rồi bây giờ tháo nó cái máy ngóc này ra hết. Nắp mình xăng lên nha. Xăng, make sure là xăng phải... Tháo cái nắp bình xăng ra, make sure là bình xăng lưng nha. Đừng có để bình xăng đầy quá, ngày mai này nó sẽ tràn nữa nha. Make sure là drain. Giống như hút ra làm sao làm mà cho nó drain, nó có cái drain dưới này nè. Nói chung bỏ vô hút ra làm sao mà cho nó cạn xăng, cho đừng để đầy quá. Dưới nửa bình chúng ta tháo cái này nó sẽ tràn xăng đó. Nó dở lên sẽ có xăng. Dở cái nắp ra để qua bên. Đúng rồi, nó vậy đó, nó vậy đó. Rút cái này ra. Ok, chưa. Bây giờ đưa. Ok, sau khi tháo ra gì? Rút hết ra là cái pump nó vậy đó. Ok. Cái này là cái nó để cho cái pump nằm dính vào trong cái nhà. Còn cái này là cái filter này, cái filter nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ hút, nó filter những cái rác cái gì đó. Đó. Bây giờ tháo cái pump cũ ra, nó có hai sợi dây điện nè. Cái dây điện đỏ này nằm ở trong, cái dây điện đen nằm ở ngoài nghe má nè. Bây giờ mình tháo cái cũ ra để thay cái mới vô. Nó chỉ click cho thôi dễ lắm, very easy click cho thôi à. Đó, bây giờ tháo ra gần cái mới vô. Cái này thử. Đây đã tháo cục pin cái pump xăng ra rồi nha. Cái bơm này á, để găm này tại sao nó không quất nè. Đây bên này là cộng gì, bên này trừ nè. Đó, đụng với đáng lý nó phải chạy. Mà nhiều khi nó không có chạy. Ok, thấy bây giờ nó không chạy không? Đó, nó chạy chưa? Đó, bây giờ là nó bơm. Đó, nó bơm. Mà nhiều khi nó không có bơm. Nó không bơm á, là không có pressure, chiếc xe đề máy nó không có nổ nha. Bây giờ cái pump này no good, phải thay cái pump mới. Ok, bây giờ mình thay cái pump mới. Đó, xong rồi bây giờ gắn cái mới vô nè. Giống cái dây đỏ vô nè. Đó, going easy man. Đó, dây đỏ dây đen. Đẩy cái này vô cái housing của nó. Đó, bây giờ đẩy vô, click là xong rồi đó. Đó, tất cả nó vô nghe. Đó. Nó nằm đây cứ ngắt luôn. Make sure cái filter vô nha. Rồi, all the way. Để khỏi có cái gì mà nó dơ nó vô trong này. Rồi còn cái này là cái flow rồi, cái này là giống như nó để chỉ biết bình xăng mình cao thấp bao nhiêu, còn bao nhiêu cao thấp nha. Bây giờ nó bắt đầu bỏ vô lại nha mấy anh em. Đó, vô lại nè. Bỏ cái flow rồi vô trước. Rồi cái filter vô. Bây giờ cho nó xuống. Line up mà make sure đó, giống như mình nhìn cái hướng nha. Nhìn cái hướng cái dây nó sẽ về đây thì mình để cái này ở đây. Đó, để cái này xuống. Nó để cái mũi tên nằm mà không thể nào xài. Đó, nó sẽ vô khớp đâu vô đó hết rồi, nhìn là biết nó đúng liền. Thấy cái khớp của nó đâu vô đó hết tất cả, nhìn là biết đúng liền. Bây giờ dặn lại cái number 10. Nói chung là mình dặn bằng tay trước, không có cần dặn cứng máy nha. Dặn bằng tay, dặn xéo xéo chút. Đó, cho nó xuống đều. Tay thôi, mình thấy nó xuống sát, cứng ngắt rồi, không còn cái gì nữa mà mình ép nó. Đó. Nói chung nó xuống cứng ngắt rồi, không còn cái gì để mình ép nó. Bây giờ gắn cái đường dây này vô nè. Cái này nó tricky, nên nhớ là kéo cái cao su này ra trước nha. Không kéo cao su này rất là khó lắc vô. Rồi kéo cao su này ra, đẩy cái này vô nè. Đó, đẩy ngay cái click rồi gì. Bây giờ lắc nó lại nè. Đó, cho cái này nó chui vô. Đó, nó chui vô vậy đó. Là cái này nó không bao giờ nó tụt ra được. Nó rất là khó tụt nè. Đó, nó nằm vô vị trí của nó. Ở dưới này cũng vậy. Mình lắc nó vô đây. Đó, cái vị trí nó là vậy đó. Không bao giờ nó tụt ra. Còn bên này cái dây điện nè. Đó nè. Đó, đã xít. Bây giờ mình đề máy lên mình thử. Coi biết liền, mình mở lên coi thử nó có băm không nha. Bữa trước là nó không có băm.
Đó, nghe nó băm ngon không? Chắc chắn 100% nổ liền. Đó. Bữa trước là không nghe cái phâm gì hết á, không nghe cái phâm nó phâm. Bởi nhiều khi nó lúc nổ lúc không. Bây giờ là every time thôi. Overflow, không có worry gì nữa như thế. Bây giờ tắt làm lại đi các bạn ơi. Để make sure là nó nổ every time nghe. Đây mình tắt đàng hoàng nè, cho nó nghỉ chút xíu. Mở lên, lúc mà cái pump nó bị problem á, mình mở lên mình không nghe cái pump nó pump, mình nghe cái gì nhưng mà nó không có chạy chạy, nó không có chạy. Bây giờ mở lên nè. Mở lên nè, mở ốc nè. Đó, nghe nó pump không? Nó pump nó nổ chắc chắn. Bữa trước là nó không có pump, nó cứ gì mà nó không có chịu chạy nha. Ở trong lúc nó pump hết, mấy xu nó không có leak gì hết nha. Mình coi nó không có chảy dầu, chảy xăng, chảy gì hết. Mình đấu vừa chết thôi chứ thật sự mình để dặn bằng tay thôi, đừng có nên dặn bằng kèm. Dặn bằng tay là cảm thấy nó cứng ngắc rồi, nó không có súng nữa đâu mà dặn bằng kèm. Đó nha bạn em. Chỉ có vậy thôi, bây giờ là bỏ cái thùng này vô trở lại. Tắt máy đàng hoàng, make sure safety first nha. Tắt máy bỏ cái thùng vô trở lại là xong rồi, thay cái bình xăng. Thay cái bình... Mấy con ốc mình để cho nó khỏi rớt chứ. Đó, đây này là hai ốc screwdriver nè. Hai ốc là bằng cái screwdriver. Đó, cái này là bằng cái screwdriver nha. Ok vậy được rồi, tắt ha. Đó, mấy cái này là bốn, cái này là cần cái socket số 10 nha mấy anh. Số 10 nè. Đó, vô cái lỗ của nó có sẵn hết, dễ lắm. Tháo một cái xe này ra quá dễ dàng luôn. Nói chung tháo chiếc xe này ra chỉ có bốn con ốc là số 10 ở chính giữa, hai con ốc mà xài bằng cái Phillips screwdriver đầu xong với cuối xong thôi nha. Thank you for watching, love you.